Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một chiếc Brege. Và chiếc Brege này có kiểu dáng khá đặc biệt và nó phù hợp với anh em tay nhỏ cũng như là tay vừa. Giá lại cực kỳ hợp lý so với cái thương hiệu Brege. Chiếc Brege này thì nó là một chiếc thuộc dòng Heritage Tourneo. Và em nó sẽ có mã là 3660BR12984. Chiếc này của mình thì sẽ còn đồng hồ này, sổ certificate và dây zin. Đây, dây zin thì nó tình trạng nó cũng khá là xấu rồi. Và mình cũng đã có một sợi dây handmade ở đây để anh em có thể đeo. Và dây handmade này là dây cá sấu màu nâu. Nhắc qua về cái quyển sổ thì chiếc này là như mình nói là nó sẽ có date là 17 tháng 6 năm 2016, 3660BR12984. Và nó chỉ còn đồng hồ với đi kèm với sổ certificate thôi, nó không còn hộp. Chiếc này mình mua của một đại lý bên nước ngoài về. Và nó là hàng qua sử dụng anh em nhé. Đó. Về nói qua về kiểu dáng của chiếc này thì nó có kiểu dáng khá là đẹp. Đầu tiên thì nó vẫn có những cái điểm hay của Brege. Đó là chúng ta có một thiết kế cổ điển bên trong cái thân là dáng thùng barrel hoặc là chúng ta hay gọi là tonneau. Thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái mặt vân lượn sóng khá là đẹp ở phía trong. Nó có hai lòng, lòng trong là mặt vân lượn sóng, được làm theo phong cách thủ công là Swiss Guilloch Made. Một phong cách làm mà Brege đã làm rất là nhiều năm rồi. Lòng ngoài của chúng ta là một cái lòng màu bạc với 12 cọc số La Mã. Chiếc này thì sẽ có kim giờ, kim phút và kim dây nhỏ small second được đặt ở góc 6 giờ. Các bạn có thể thấy là cái hốc kim dây nhỏ small second nó được làm sâu hẳn xuống rất là đẹp. Và nó sẽ có cái vân chảy tia sunburst ở phía dưới. Ngoài cùng này thì chúng ta sẽ có một cái vòng chia minute track 60 phút với những cái chấm này. Các bạn có thể thấy rất là rõ. Đó. Chiếc này thì em nó sẽ có cái size là 35mm nhân với 29.6mm. Nó sẽ đeo tương đương khoảng size 36-37mm của tròn. Và nó sẽ phù hợp với anh em tay từ 14.5cm trở lên anh em nhé. Bên thân phải của chúng ta thì có thiết kế đặc trưng của những dòng Heritage và Tradition. Thì chúng ta sẽ có những cái đường sổ dọc. Dọc thân, phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với logo chữ B. Đó. Chiếc này thì sử dụng một bộ máy là automatic. Đáy sau của nó là đáy kín, tuy nhiên bộ máy ở trong thì cũng rất là đẹp. Bộ máy của chiếc này đó là Brege Caliber 537-2 với tổng cộng là 182 chi tiết cấu thành. Bộ máy sẽ có 22 chân kính, có 21.600 tần số động và các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Cái đáy sau của chiếc này làm khá hay. Khi mà nó như các bạn thấy ở đây là nó được làm hõm vào đó, và khi chúng ta đeo nó sẽ rất là ôm tay. Đấy, sau này chúng ta sẽ có những cái chuyện kim loại quý 4 chuyện chia được hai bên đó, và chúng ta sẽ có serial number của chiếc này là 3977BE cùng với cái rep của nó là 3660. Đấy, sau được cố định với phân thân bởi 4 con vít ở 4 góc. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, và khóa xiên này cũng là khóa vàng khối với 4 chuyện đầy đủ ở phía dưới đó. Dòng sản phẩm này thì ra đời cũng khá lâu rồi, và đến năm 2015 cũng 2016 thì nó là dòng sản phẩm cuối rồi, cuối đời rồi, cho nên là với cái dòng sản phẩm này thì nó cũng là một trong cái dòng sản phẩm căn bản của Brege khi có 3 kim, và nó được bán với cái mức giá hãng theo đúng như phong cách của những dòng đồng hồ top 3. Chiếc này được bán với mức giá hãng là 22.700 đô. Mức giá khá là cao, loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 570. Đó, kim là kim nung xanh các bạn nhé. Còn bên mình thì có một chiếc này với giá rất là hợp lý để anh em chơi là 198 triệu. Thì nếu như anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Brege Tourneo này thì anh em có thể liên hệ bên mình. Đó, chiếc này đang có sẵn tại bên mình, và anh em nào có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ ICS theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.